Sao hả? Mời bộ đại thiếu thư của mấy người ra đây đi. Cô ta còn không ra, tôi sẽ đánh tới chừng nào ra thì thôi. Còn ai không? Bộ đại thiếu thư, mau ra đây đi. Còn ai không? Hay lắm. Bộ Đức Hiền, con gái nuôi của bộ quốc phương, đội trưởng bảo vệ. Cô là bộ đại thiếu thư bộ Đức Hiền phải không? Anh dám đánh người của tôi? Anh có biết đây là đâu không? Chắc anh ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Hay là chán sống rồi? Không không, bộ đại thiếu thư tôi chỉ bớt nói nhảm. Chiêu thức của tên này sao giống với bí kíp gia truyền của Mai gia mình quá vậy? Phải thăm dò lai lịch của hắn tiếp mới được. Kỳ lạ, sao cô ta cũng biết mấy chiêu này? Tôi thấy anh không giống người xấu, sao không chạy tới chỗ quân Nhật mà thể hiện quyền cước? Tới đây phá chỗ của tôi làm gì? Không phải tôi không kháng Nhật, tại bộ quốc phương đang phá hoại kháng Nhật. Bây giờ ông ta đang bắt đảng cộng sản khắp trong thành kia. Anh nói bậy cái gì? Đội trưởng, đội trưởng, sao vậy? Trong thành đang bắt đảng cộng sản khắp nơi. Đội trưởng bộ, tôi đang muốn nói với cô chuyện này đó. Anh biết là ở đâu không? Phim được dịch và lồng tiếng tại IPTV. Có chuyện gì? Bí thư Khương, ngoài kia có rất nhiều đặc vụ, chúng ta bị bao vây rồi. Chúng ta phải phá vòng vây. Rồi, đi. Lực của địch mạnh quá, làm sao đi? Tôi chưa mù. Mau đi thông báo cho phó tư lệnh Cố tìm người thứ di diện, đi mau. Dạ. Xong hết chưa? Xong. Bên mấy cậu xong chưa? Xong. Rồi, châm lửa. Các anh em, bắt sống nó. Bộ quốc phương, ông bị bao vây rồi. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Có phần tử chưa xác định tấn công chỗ này, có thể là đảng cộng sản. Sao lại gây hấn với đảng cộng sản vậy? Bây giờ không đánh có được không? Trung Khánh còn cử chuyên viên tới điều tra tôi kìa. Vậy cha cũng phải nói với con một tiếng. Cha tới đây mèo má gà đồng là sao? Nè, cô ăn nói với tư lệnh kiểu gì vậy? Cầm miệng đi, không thấy lời cô nói. Lão bác đâu? Lão bác hả? Lố quay Trung kêu đi rồi. Nói là bao dây một đầu lĩnh của đảng cộng sản gì đó. Để đi coi nào. Không cần cha, có con đây. Không thấy lượt cha đi. Biết, biết.
Chủ nhiệm Lỗ, cuối cùng anh cũng tới. Bọn chúng đông lắm, còn nhiều lựu đạn nữa. Không thành vấn đề, tôi dẫn theo nhiều anh em lắm, bao vây hết rồi. Được, bây giờ chúng ta xông vào trong, bắn chết tất cả bọn chúng, không để lại tên nào. Đi. Nhưng tư lệnh bộ nói, lão Cố, bây giờ bên Trùng Khánh đã ra lệnh, nếu phần tử phản loạn dám chống trả, giết hết không tha. Tôi nói anh nghe, là quan lớn bí thư của Đảng Cộng sản đang ở trong đó. Lần này mà anh lập công đầu, tôi sẽ báo cáo lên Trùng Khánh khen thưởng anh. Được thôi, các anh em theo tôi. Đi, lên. Đi, lên. La lớn lên, la nữa đi. Bộ Quốc Phương, ông bị bao vây rồi. Mau ra đây Bộ Quốc Phương. Bộ Quốc Phương, ông đã bị bao vây rồi. Mau ra đây, ông đã bị bao vây rồi. Bao vây rồi, bao vây rồi. Pháo kìa, đốt tiếp đi. Bao vây rồi. Đội trưởng à, tôi thấy bọn chúng chỉ đang hư trương thanh thế. Có bao nhiêu người đâu, hay là vậy đi. Bây giờ tôi qua bộ chính trị kêu thêm mấy anh em qua. Không bao lâu là dẹp yên chúng thôi. Chờ chút, đừng đi. Mùi gì vậy? Không giống thuốc nổ, giống chất hóa học. Tôi hiểu rồi. Cô hiểu cái gì? Vậy đi, anh ra cửa sau, đi nói với Cố lão bác, chỗ này bị lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản bao vây, kêu bọn họ điều hết người về đây bảo vệ tư lệnh. Rõ. Tiếp theo chúng ta làm gì? Đốt hết pháo rồi, anh dẫn người của mình tiếp tục nổ súng rồi la lớn, làm cho thanh thế càng lớn càng tốt. Được, mấy phút sau thì rút. Được. Vậy cậu đi đâu? Tôi đi cứu bí thư Khương. Đúng là anh ta. Khoan nổ súng. Tôi muốn gặp tư lệnh Bộ Quốc Phương. Mấy người đừng tiếp tục làm việc cọng rắn cắn gà nhà này nữa. Mày câm đi. Bí thư Khương, bí thư Khương. Các anh em, lãnh đạo của chúng trúng đạn rồi. Bắn tiếp đi. Bí thư Khương, Bộ Quốc Phương này chơi thật với Đảng Cộng sản ở thành Vũ Dương rồi. Hình như là vậy. Chuyên viên, chúng ta biết được là được rồi. Mau rút thôi. Trân Bảo Cường, chuyên viên mới nhậm chức văn phòng hành chính Chính phủ quốc dân tại Vũ Dương. Sao lại là cậu ta? Chuyên viên, chuyên viên, chúng ta đi thôi. Phó tư lệnh, Đảng Cộng sản tấn công Túy Tiên Lâu. Tư lệnh kêu anh mau về chi viện. Cái gì? Đảng Cộng sản có mấy người? Đông lắm, đen thùi một đám luôn. Các anh em bảo vệ tư lệnh, rút. Chờ chút, ở yên đó. Đây là mưu kế của Đảng Cộng sản thôi. Lãnh đạo của bọn chúng đang ở đây, không thể thả chúng chạy được. Phó tư lệnh, đội trưởng bộ cũng ở bên đó. Đảng Cộng sản quá đông, sắp không chống cự được nữa. Cô ta kêu tôi nói với anh nhất định phải tới chi viện. Đại Hiền nói vậy thật à? Tất nhiên rồi. Lời cô ta nói tôi dám bịa đặt không? Rút. Phó tư lệnh không thể rút. Đó là đại hiền của tôi. Anh biết cái gì? Phó tư lệnh, phó tư lệnh, phó tư lệnh.
Đi. Thiệu tiên sinh, bí thư Khương. Thiệu tiên sinh, anh bị thương rồi, cố gắng lên. Chúng ta lên xe trước, đi thôi. Được, đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Mấy cậu qua bên kia lục soát. Muốn ăn sinh nhật cũng không yên, còn la lối nữa, cũng tại anh đó. Bây giờ là lúc nào rồi, bớt nói giùm đi. Đại Hiền, Đại Hiền, cô có sao không? Lão bác, anh hỏi ai vậy? Tư lệnh ở đây nè. Đại ca, anh có sao không? Bây giờ tư lệnh không sao. Vậy cô không sao chứ? Tư lệnh, chúng tôi bao vây rất nhiều đảng Cộng sản. Chủ nhiệm Lỗ nói, trong đó còn có bí thư đảng ủy địa phương của đảng Cộng sản. Vậy tình hình bây giờ ra sao? Tôi không biết. Không biết thì cậu lên đây làm gì? Đại Hiền, tôi để lại cô một trung đội bảo vệ tư lệnh về bộ tư lệnh. Tôi quay lại đó đánh tiếp. Đi đi. Rõ. Các anh em, tư lệnh không sao. Theo tôi đi bao vây đảng Cộng sản tiếp. Đi. Cố gắng lên. Hỏi Thiệu tiên sinh, cậu ta đi đâu? Thương tích của anh nghiêm trọng, cần phải đưa anh tới bệnh viện tỉnh lỵ ngay lập tức. Chủ nhiệm Lỗ, bắt được tên bí thư đảng Cộng sản đó rồi à? Bắt cái đầu anh. Đường đường là phó tư lệnh mà trong lòng chỉ biết nhớ tới đại tiểu thư đó thôi. Từ lâu tôi đã nghi ngờ cô ta chính là tay trong mà đảng Cộng sản sắp xếp bên cạnh tư lệnh rồi. Bớt nói nhảm. Tôi hỏi anh tên bí thư đảng Cộng sản đó bắt được chưa? Anh còn mặt mũi hỏi tôi. Tự anh trúng kế điều hổ ly sơn của đảng Cộng sản rồi biết chưa? Anh mới rút quân là bọn chúng đột phá dòng dây của tôi chạy hết rồi. Bí thư đảng Cộng sản được một cái xe tải chở đi. Xe tải. Vì mất quá nhiều máu nên hôn mê rồi. Điều kiện chữa trị ở đây có hạn. Tối hôm nay nhất định phải đưa anh ta tới bệnh viện trên tỉnh lỵ để cấp cứu mới có hy vọng cứu sống. Nhưng bây giờ tất cả cổng thành đều bị phong tỏa, khắp nơi toàn là quân lính đang lùng bắt đồng chí của ta. Giờ phải làm sao đây? Tôi cảm thấy chỗ này cũng không an toàn. Lát nữa kêu lão đới đưa bí thư Khương đi. Tôi phải tìm cách lấy được giấy thông hành đặc biệt để rời thành. Anh Thiệu qua. Sao trễ vậy rồi anh còn tới đây? Anh muốn rời khỏi thành. Anh là đảng Cộng sản thật à? Sao em giống cha em quá vậy? Anh đâu có giống đảng Cộng sản. Làm như trên mặt anh có ba chữ đảng Cộng sản. Anh còn gạt em. Không phải thật mà. Giúp anh là một tờ giấy thông hành đặc biệt để rời thành. Em không có. Lừa gạt cũng được, ăn trộm cũng được, nhưng phải có. Mắc gì chứ, tại em là em của anh. Em ghét nhất là nghe anh nói câu này. Tại sao? Thôi được rồi, em đã nói nợ anh thì nhất định phải trả mà. Giúp anh một lần đi.
Chúng ta làm gì cũng đừng có nóng nảy quá đáng được không? Dùng đầu óc, em ăn mặc như vậy ra ngoài à? Ai vậy? Cha ơi! Cha! Ra đây chút đi! Ngủ rồi! Ra đây đi! Chờ anh. Con muốn giấy thông hành đặc biệt để làm gì? Cho Thiệu qua ra ngoài. Đúng là đảng Cộng sản à? Không phải. Con kêu anh ấy chừa đường lui cho cha, thả bí thư đảng Cộng sản ra khỏi thành. Cha không giống Lỗ Hoài Trung. Không có quân đội thì Lỗ Hoài Trung còn có thể về Trùng Khánh làm quan tiếp. Còn cha thì sao? Cha về phòng ngủ đây. Cha quay lại đây. Sao cha không chịu hiểu ý con vậy? Lỗ Hoài Trung mà giết bí thư đảng Cộng sản đó thật, thì cha với đảng Cộng sản trở mặt thành thù. Tới chừng đó Quốc Dân Đảng chưa giết cha, đảng Cộng sản cũng tới giết thôi. Cha không biết Tân Tứ Quân đó đánh giỏi lắm sao? Còn ở rất gần thành Vũ Dương nữa. Bắn một loạt đại bác là đủ tiêu diệt hết thành Vũ Dương rồi. Cha mà chơi thật với họ, cha chống đỡ nổi không? Đừng có chần chừ nữa, đi thôi, mau lên. Alo, nối máy Cố Quý Bình. Lão Đới, giám đốc Thiệu, lấy được giấy thông hành chưa? Có rồi. Bí thư Khương sao rồi? Trên xe vẫn hôn mê bất tỉnh. Đi, đi liền trong đêm. Được. Nguy rồi. Ai biết lái xe? Tôi biết. Giấy thông hành địa giới Vũ Dương, Bộ Tư lệnh Vũ Dương ban hành. Cầm giấy thông hành này đi, nhớ là chờ tôi dụ bọn họ đi rồi mọi người mới được đi. Đi ra từ cổng Nam, hiểu chưa? Được. Giám đốc Thiệu, chú ý an toàn. Lão Đới à, chúng ta làm nhiều việc như vậy để làm gì? Đưa bí thư Khương an toàn rời khỏi đây. Ở bên đó, các anh em tiến lên bắn nó. Hiền, lên xe. Đi. Lên xe đuổi theo cho tôi. Đi, chúng ta đi thôi. Rút. Đi đâu? Cổng thành Tây. Được. Vũ Dương. Mau lên, mau cản chiếc xe đó lại cho tôi. Mau lên. Đứng yên. Xuống xe đuổi theo. Đuổi theo. Đứng yên. Đại tiểu thư. Cô. Lão bác, hình như anh chán sống rồi có phải không? Xe của tôi mà anh cũng dám chặn. Anh muốn kiếm chuyện với tôi à? Mau lên, bỏ súng xuống. Đại tiểu thư, Tôi nghi ngờ hồi nãy chính là Thiệu Hoa bắn tôi. Tôi nghi ngờ hắn ta là đảng Cộng sản.
Phó tư lệnh Cố, chính anh cũng nói là nghi ngờ, vậy tức là anh đâu có nhìn thấy tôi. Tôi nói chứ anh nói chuyện đã lắp bắp rồi mà mắt cũng kém quá là sao vậy? Cậu chắc chắn là anh nhìn lộn người rồi, mà dám chắc là anh nhìn lộn xe luôn. Đây chỉ là dân thường thì làm sao có gan nổ súng bắn người đi lính như anh chứ. Cậu, mà nếu như anh muốn lục soát xe này tôi không có ý kiến, nhưng mà anh phải cẩn thận. Xe này là xe của đại tiểu thư Đại Hiền, hắn là đảng cộng sản thật đó. Anh câm miệng cho tôi, câm. Cố lão bác, tôi cho anh biết, anh ta là người của tôi. Nếu anh dám nói giám đốc Thiệu là đảng cộng sản, vậy tôi cũng là đảng cộng sản, đúng không? Nếu tôi mà là đảng cộng sản, vậy ý anh muốn nói tư lệnh bộ cũng là đảng cộng sản? Muốn tôi gọi điện thoại cho tư lệnh bộ không? Đại tiểu thư, báo cáo phó tư lệnh Cố, hồi nãy có một chiếc xe tải có giấy thông hành đặc biệt đi qua cổng Nam, mau đuổi theo. Rõ. Đại Hiền, hắn đúng là tên này có vấn đề đó. Tốt nhất là cô tránh xa hắn ra. Thằng cộng sản kia, cứ chờ đó. Nhìn gì vậy? Cảm ơn em, Hiền. Mà không ngờ em nặng quá ha. Nếu không có em, anh chết chắc rồi. Bốn tiểu thư chính là Mộ Đức Hiền, Tetsuzo. Không phải anh muốn đánh tay đôi với tôi sao? Đánh đi. Đàn ông nước cô chết hết rồi à? Để một cô gái như cô làm phó tư lệnh. Cô gái trẻ, đánh trận không phải là nấu cơm cắm hoa sinh con. Để bổn tướng quân dạy cô một bài học. Đi, đi.
cô ta, giết chết người phụ nữ Trung Quốc này. Bắn bọn chúng. Xông lên, xông lên. Anh họ, anh họ, mau lên xe, mau lên xe. Đừng, 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 đừng. Đại hiền, cho họ đi đi. Bỏ súng xuống, bỏ xuống. Đại hiền, cô đừng đuổi theo. Lỡ như phía trước có mai phục thì sao? Anh câm miệng cho tôi lão bác. Anh nói với chủ mới của anh Fushigaki Tetsuzo, ba hiệp thua hai, hắn ta đã thua. Tôi đánh nhau với chỉ huy của bọn Nhật, các anh lại bảo vệ hắn giống như chó săn. Các anh làm cho tổ tiên mất mặt quá. Sao, sao cô lại nói như vậy? Tôi không còn cách nào khác. Tha cho họ đi. Đi, 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 đi. Cút. Đi, 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 đi. Vũ Dương, thả dây. Rõ. Đưa dây. Vũ Dương, xông lên, xông lên, xông lên. Người đứng lại cho tôi. Đưa tư lệnh rời khỏi đây. Mọi chuyện để tôi lo. Rõ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Chủ lực của đội du kích bên kia, mau xông lên, mau, mau xông lên. Tốt quá rồi, các anh em, xông lên, xông lên. Đội trưởng có sao không? Không sao. Đi, đi, đi. Theo tôi tới doanh trại lão doanh bàng. Nộp vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ bị bắn chết. Đại thiếu thư, chúng tôi đồng ý đầu hàng. Chúng tôi đồng ý đầu hàng, đại thiếu thư. Chúng tôi đồng ý đầu hàng.
Chúng tôi đồng ý đầu hàng. Chúng tôi đồng ý đầu hàng. Biết đầu hàng là tốt. Bây giờ bọn Nhật chắc chắn không tha cho mọi người. Mọi người có đồng ý cùng tiểu thư tôi đánh du kích không? Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi đồng ý đầu hàng. Chúng tôi đồng ý theo cô. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho đại tiểu thư. Những người trấn giữ thành đều là anh em của chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm cho bọn Nhật lâu rồi. Chúng tôi sẽ theo đại tiểu thư tạo phản. Tạo phản cái gì? Trước đây là tạo phản, bây giờ theo quy chính, có hiểu không? Đúng, quy chính. Tốt. Bây giờ tôi cho mọi người cơ hội lập công, phá hủy tất cả mọi thứ ở đây cho tôi. Rõ, đại tiểu thư. Đi. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng. Sau khi bị chúng ta tấn công, bọn Nhật đã mất phương hướng. Đội trưởng, ba doanh trại trong thành đều bị chúng ta phá hủy, bây giờ đi đâu? Tôi nghĩ bọn Nhật đang điều động quân đồn trú ở xưởng cồn tới đây. Chúng ta đi về thành Nam đánh một lát, sau đó tới xưởng cồn. Các anh em, đi, 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 đi mau lên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Bỏ súng xuống, đừng nổ súng. Chúng tôi đã đầu quân cho đại thiếu thư, đừng tàn sát lẫn nhau nữa các anh em. Được, chúng ta cũng đầu quân cho đại thiếu thư. Chúng ta cũng đầu quân cho đại thiếu thư, tốt. Đây chính là xe vận chuyển của bọn Nhật mà anh nói với tôi sao? Đúng, trong mấy chiếc xe này toàn là nhiên liệu cồn chuẩn bị vận chuyển ra chiến trường. Cậu Tử Xuân Sinh, đốt mấy chiếc xe này cho tôi. Chưa lại một chiếc, đi đón Thiệu lão phu nhân. Bây giờ tôi sẽ đi đánh chặn đám lính Nhật mới tới. Hành động, rõ, rõ, đi. Hai người các cậu đi theo tôi, rõ, đi. Đại đội phó bắn đạn tín hiệu kìa. Nếu chúng ta giao chiến với bọn Nhật ở đây, người thất bại chắc chắn là chúng ta. Cho nên chúng ta phải phá vòng dây ở khe núi Hầu Sơn qua. Nhưng mà phía trước vách núi dốc, đường vòng quanh co, lính Nhật có thể phục kích. Xuân Sinh, anh dẫn một tiểu đội đi trước dò đường, rõ. Hai chúng ta đi đón Thiệu lão phu nhân và Bí thư Khương, rõ. Là đại tiểu thư sao? Bác Thiệu, bộ đại tiểu thư. Bác Thiệu, con đã để bác chịu khổ rồi. Nhờ có đại tiểu thư chúng tôi mới thoát khỏi hang cọp ổ sói. Qua Tử và Lê Khánh sao rồi? Bác à, bác đừng lo. Hai người họ phúc lớn mạng lớn, không sao đâu. Báo cáo đội trưởng, lính Nhật ở Vũ Dương đã tới đây. Cậu Tử, anh cùng với đại đội phó Cốc, Bác Thiệu và Bí thư Khương lên xe, đuổi theo đám Xuân Sinh. Tôi sẽ đối phó với lính Nhật ở Vũ Dương. Bây giờ trời vẫn còn sáng. Có khi nào bọn Nhật sẽ để cho tiểu đội trinh sát của Xuân Sinh đi qua không? Đừng bận tâm nhiều quá, nhớ kỹ. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Bác Thiệu và Bí thư Khương. Phải rồi. Thẩm Lê Khánh bắt cóc Fushigaki Shiro. Cô ấy nói khi chúng ta gặp nguy hiểm có thể nói trên xe có Fushigaki Shiro để gạt bọn Nhật. Rất tốt, chia ra hành động. Tới rồi. Tại sao không có đội trưởng ở đó? Đây không phải chủ lực đội du kích, cho bọn chúng đi qua. Tham mưu trưởng, đây chính là chủ lực của đội du kích, tại sao cho bọn chúng đi qua? Đây là tiểu đội trinh sát của đội du kích. Đừng bứt dây động rừng. Mục tiêu của chúng ta là đội trưởng đội du kích và chủ lực đội du kích. Rõ. Tham mưu trưởng, tư lệnh Fushigaki mới gửi điện báo nói là chú của ngài ấy bị đội du kích bắt cóc, yêu cầu chúng ta giúp ngài ấy giải cứu. Chính là tiến sĩ Fushigaki Shiro nổi như cồn sao? Đúng. Đội du kích đâu? Bọn chúng đang đi về hướng khe núi Hậu Sơn qua. Tướng quân Nakane ra lệnh tham mưu trưởng Ikeda dẫn binh sĩ tới khe núi Hậu Sơn qua mai phục, ra lệnh chúng ta lập tức đuổi theo đội du kích. Nghe lệnh của tôi, theo tôi tới khe núi Hậu Sơn qua.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có khi nào người ở trên xe là chú của tư lệnh Fujikaki, tiến sĩ Fujikaki không? Phái một tiểu đội đi theo chiếc xe tải này. Khi chúng ta giao chiến với quân địch mới chặn lại. Rõ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm tiến sĩ Fujikaki Shiro bị thương. Rõ. Dừng xe. Phía sau có mai phục, mau quay lại, mau. Tốt lắm. Đơn vị của Kurosawa đã giao chiến với chủ lực đội du kích rồi. Coi bộ bọn chúng sắp đi vào trận địa mai phục của chúng ta rồi. Đội trưởng, khe núi Hầu Sơn Quan có động tĩnh gì không? Không có. Bọn Nhật tấn công chúng ta từ hai phía, chúng ta bị kẹp ở giữa rồi. Thông báo các anh em đừng hiếu chiến, đi về khe núi Hầu Sơn Quan. Rõ. Dừng xe. Tất cả xuống xe để chúng tôi kiểm tra. Xuống xe để chúng tôi kiểm tra. Đứng yên. Trên xe có chú của tư lệnh Fujigaki, bác sĩ Fujigaki. Chúng tôi chở ông ta đi khám bệnh cho thủ trưởng của Tân Tứ Quân. Tránh ra. Không được nổ súng. Rút lui, mau. Mau lên, chạy mau lên. Chủ lực đội du kích tới rồi, mau. Để quán quán vào trong thùng đi. Được, nào. Nhẹ thôi. Lát nữa chúng tôi chiến đấu, bà đừng xuống xe. Tôi biết rồi. Tôi lặp lại lần nữa, bác sĩ Fujigaki đang ở trên xe, tránh ra cho tôi. Không đúng. Sao bọn chúng không nổ súng? Chuẩn bị bắn. Tiêu rồi, bọn chúng có mai phục. Nhanh chóng báo hiệu cho đại hiền. Bắn. Rõ. Dừng. Không hay. Phía trước có mai phục. Phân đội 2 đi về phía đông. Phân đội 3 đi về phía tây. Đội trưởng còn cố. Mặc kệ tôi. Đừng để bọn Nhật tiêu diệt chúng ta. Đi mau. Bắn đi. Phim được dịch bởi Lồng Tiếng tại IPTV. Phải tiêu diệt chủ lực đội du kích. Bắn cho tôi. Bắn. Rút lui. Chạy à? Đuổi theo. Bao. Được.
cảnh giới. Có sao không? Có phải bọn Nhật Mai thuộc qua khe núi Hầu Sơn Quan không? Chắc chắn rồi. Vậy đội trưởng phải làm sao đây? Vậy đi, Cẩu Tử, anh lái xe chở Bí Thư Khương và Thiệu Lão Phu Nhân tới một nơi an toàn. Tôi và Xuân Sinh đi giữ chân quân địch. Tôi và Xuân Sinh đi được rồi. Đừng nói nữa, không còn thời gian. Bí Thư Khương, chăm sóc tốt cho Thiệu Lão Phu Nhân. Được rồi. Mai Tử, con nhớ chú ý an toàn nhé. Yên tâm đi, đi thôi. Chạy mau lên. Bắn đi. Vũ Dương, mang báo cáo tư lệnh Cố Quý Bình nổi dậy. Rõ. Bắn cho tôi. Bắn. Đây là binh sĩ của Fushigaki Tatsuzo. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Các anh phụ trách phá vòng dây. Rõ. Mang, đi theo tôi. Không được để cô ta chạy. Bắn cho tôi. Báo cáo tư lệnh, đội quân của Cố Quý Bình nổi dậy đang chiến đấu với đội quân trấn giữ thành Vũ Dương. Rút luôn, hơn nữa còn tấn công xưởng cồn. Tướng quân Nakane ra lệnh ngài nhanh chóng quay về, nhất định phải giữ được Vũ Dương, giữ được xưởng nhiên liệu cồn. Cậu dẫn người về thành Vũ Dương trước, giết chết Cố Quý Bình. Những người còn lại cùng tôi đuổi theo đội trưởng đội du kích. Cô ta mới là chủ lực. Tư lệnh, không được để cô ta chạy thoát, đuổi theo. Tư lệnh, rõ. Điên rồi, họ điên hết rồi. Giữ chân đám lính Nhật này cho tôi. Báo cáo, chúng ta bị người của đội du kích tấn công từ phía sau. Bọn chúng chắc chắn là những người vừa bị đội trinh sát tấn công. Mặc kệ bọn chúng, phía trước mới là cá lớn của chúng ta. Tham mưu trưởng, bây giờ chúng ta bị tấn công từ hai phía. Khốn kiếp, ra lệnh đại đội 1, trung đội 1 và 2 phản công, nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Rõ. Dừng. Tướng quân, đội trưởng đội du kích đó đã bị chúng ta bao vây. Bây giờ làm gì đây? Đồ vật trong túi. Xông vào trong. Giết cô ta cho tôi. Rõ. Đi. Đi. Ai vậy? Bỏ súng xuống cho tôi. Có
Có bao nhiêu người ở trong sân? Trong sân chỉ có đội trưởng đội du kích. Em tới đây làm gì? Em tới đây làm gì? Thanh Vũ Dương xảy ra chuyện lớn rồi, anh có biết không? Cố Quý Bình đã nổi dậy. Anh ta đang tấn công xưởng nhiên liệu còn ở Thành Vũ Dương, chỉ vì muốn giết một người phụ nữ. Mà anh dẫn theo nhiều người vậy sao? Vậy đi, người phụ nữ này giao cho em. Anh họ, anh lập tức dẫn binh sĩ về khống chế Cố Quý Bình. Đi. Bây giờ anh chỉ cần người phụ nữ trong sân. Anh điên rồi. Anh họ, anh điên rồi. Anh vốn dĩ không xứng đáng làm tướng quân của đế quốc. Anh có thể nào động não suy nghĩ không? Chỉ vì người phụ nữ này làm anh mất một con mắt mà anh chỉ biết giết, giết, giết. Em nói với anh rất nhiều lần rồi, người phụ nữ này nắm giữ rất nhiều bí mật của đội du kích. Em muốn bắt sống cô ta. Em muốn dùng cô ta đổi lấy cha của em. Anh họ, anh bị sao vậy? Anh họ, anh họ, mau dìu tư lệnh lên xe, mau. Anh họ, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép vào trong. Rõ, rõ. Chị Kiều Kiều, Đại Hiên, chị Kiều Kiều, em có sao không? Bị thương ở đâu? Chị Kiều Kiều, em không sao. Chị xem, chỉ là vết thương cũ, không có sao. Phải rồi chị Kiều Kiều, anh em dẫn mẹ chị và Quán Quán rời đi an toàn rồi, chị yên tâm đi. Cảm ơn em, Đại Hiền. Trước đây đều tại chị không tốt, chị xin lỗi. Chuyện cũ bỏ qua đi, không cần phải xin lỗi. Bây giờ có rất nhiều lính Nhật ở bên ngoài, cho nên em phải chịu thiệt thòi làm tù binh của chị. Em hiểu rồi. Pháo, pháo, bắn pháo. Tướng quân, tổ trưởng Fujigaki vừa mới vào trong. Bắn pháo, bắn pháo, bắn pháo. Rõ. Ra lệnh pháo binh chuẩn bị bắn pháo. Rõ. Bắn pháo, bắn pháo, bắn pháo. Có sao không? Đứng yên, đứng yên. Người phụ nữ này tôi phải dẫn đi. Không được. Tham mưu trưởng Ikeda, cô ta là chiến lợi phẩm của tôi. Tướng quân Nakane muốn đích thân thẩm vấn cô ta. Anh không. Làm gì vậy? Anh kêu em đừng ra ngoài, đừng ra ngoài ở đây chờ anh. Tại sao em không nghe lời anh? Không phải em vẫn bình an sao? Tình hình bên đó sao rồi? Mẹ già Quán Quán đã rời khỏi thành. Sao em không nói với anh về Đại Hiền? Cô ấy đâu? Cô ấy vì cứu mẹ và Quán Quán bị bắt rồi. Bây giờ cô ấy ở đâu? Ở bệnh viện. Bị thương như thế nào? Không sao, chỉ là vết thương cũ, không nguy hiểm tới tính mạng. Anh yên tâm, mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay em. Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Tất cả sóng gió, tất cả khó khăn chúng ta đều đã vượt qua, có phải không?
Hơn nữa, Fushigaki Shiro vẫn ở trong tay chúng ta, anh gấp cái gì? Đúng vậy. Fushigaki Shiro vẫn ở trong tay chúng ta, dựa vào trí tuệ của anh em chúng ta. Chúng ta chắc chắn đánh thắng trận này. Em đã nói với anh rồi, anh dùng công thức của anh, em dùng mưu kế của em, dùng thuật độc tâm của em sẽ làm cho kế hoạch của anh trở nên vô cùng hoàn hảo. Kiều Kiều, coi như anh xin em. Em có thể nào nói cho anh nghe tất cả mọi chuyện không? Đừng để anh suy đoán lung tung, đừng để anh lo lắng thấp thỏm nữa, có được không? Em không nói cho anh biết đó. Sao hả? Vậy bây giờ Đại Hiền ở bệnh viện nào, nói với anh được không? Em không nói được. Kiều Kiều, làm cho kế hoạch của mình trở nên hoàn hảo là sao? Xông lên! Tần Tứ Quân tấn công rồi. Chắc là đội quân của Đại Hiền. Đội quân của Đại Hiền đang đánh chiếm bến tàu. Thì ra anh mình yêu quý như vậy. Tốt quá. Nhất định phải trở về bình an. Nhất định phải trở về bình an. Lệnh, Fushigaki điều động đại đội 1 của hắn tới đây chi viện. Đại Hiền, đây là đại đội canh gác cộng đồng của quân dựng. Bây giờ cộng đồng trống không rồi, mau thông báo tình tiết quân vào thành từ cộng đồng. Mau, lão bác, anh giỏi lắm. Chỗ này trông cậy vào anh. Nhớ kỹ, giữ chân chủ lực của Fushigaki Tetsuzo ở đây, anh sẽ lập công lớn. Được rồi Đại Hiền, tôi sẽ cho cô thấy tôi kiên trì lì lợm cỡ nào. Tiểu đoàn trưởng hát, yểm hộ đại thiếu thư. Rồi. Bọn khốn kiếp tới đây. Hôm nay tao sẽ là một người Trung Quốc chân chính. Có chị dâu tốt như vậy, mình cũng mãn nguyện rồi. Thành Vũ Dương tuyệt đẹp này sắp trở về vòng tay người Trung Quốc rồi. Tiếc là mình không được nhìn ngắm nó nữa. Đại Hiền, anh chờ em chiến thắng trở về. Kiều Kiều, em sao vậy? Sao em lại khóc? Nói cho anh biết, lúc này chúng ta nên vui chứ, có phải không? Em sao vậy? Anh, em vui. Kế hoạch của anh sắp được thực hiện rồi. Đội quân của Đại Hiền sắp đánh chiếm được Vũ Dương. Anh nói coi sao em có thể không vui. Anh phải đối xử tốt với Đại Hiền. Cô ấy rất dũng cảm, rất tốt bụng và rất yêu anh. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Kiều Kiều, có phải là em đang nghĩ tới chuyện em bị bệnh không? Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ tìm người.
Trả cho em. Kiều Kiều, em điên rồi có phải không? Trả cho em, buông ra. Em định làm gì? Anh nói cho em biết. Xưởng này do anh vất vả cực khổ gây dựng. Cho dù đội quân của Đại Hiền không chiếm được Vũ Dương, muốn phá hủy xưởng thì cũng phải để anh phá hủy. Không tới lượt em. Em muốn phá hủy kho vũ khí. Phá hủy kho vũ khí, binh sĩ của Fushigaki sẽ hoang mang. Đội quân của Đại Hiền sẽ chiếm được Vũ Dương với tổn thất thấp nhất. Xưởng của anh có thể giữ lại, anh có hiểu hay không? Đưa đây. Em phải để anh phá hủy kho vũ khí. Phải để anh phá hủy. Trả em, làm gì vậy? Lão Cốc, Kiều Kiều muốn phá hủy kho vũ khí. Dẫn nó đi cho tôi. Trả em. Kiều Kiều, anh không thể bỏ rơi em nữa. Đi theo anh. Đi mà, buông ra. Anh trả cho em đi. Em đi theo anh. Anh cho em vào trong. Đi. Anh cho em vào trong. Cho em vào trong. Anh không thể đánh mất em lần nữa. Dừng xe. Em kêu anh dừng xe. Em bắn anh đi. Em không bắn chết anh thì đừng mơ xuống xe. Anh Mai Tử, em nói với anh rồi, em thật sự có chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu không phá hủy kho vũ khí của Fushigaki Tatsuzo, đội quân của Đại Hiền sẽ tổn thất nặng nề. Nếu người của Nakane tới đây, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa, anh có biết không? Hơn nữa, chuyện này chỉ có em làm được. Anh và anh em đều không làm được. Dù em nói gì cũng vô ích. Anh đã hứa với anh của em, nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Vũ Dương, dừng xe, dừng xe. Tiên sinh, hãy xuất trình giấy tờ của anh. Tiên sinh, xuống xe để tôi kiểm tra. Anh dừng xe cho em. Dừng xe anh Mai Tử. Em đau đầu. Dừng xe. Kiều Kiều đừng giả bộ nữa. Anh hiểu rõ em. Anh Mai Tử, xin lỗi anh. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Các anh nhất định phải sống hạnh phúc. Trưởng quan, tôi và tướng quân Nakane của anh và tư lệnh Fushigaki đang hợp tác với nhau. Rượu ở trên xe. Tiên sinh, bây giờ giới nghiêm toàn thành, bất cứ ai cũng bị kiểm tra. Trưởng quan, hay là anh gọi điện cho kiểm tra xe. Không được kiểm tra. Vũ Dương,
đây là giấy tờ của tôi. Tôi nghi ngờ người này có vấn đề, không cho anh ta vào thành. Tôi muốn đích thân kiểm tra anh ta. Rõ. Xuống xe. Em, thuốc nổ ở trên xe có phải không? Tới nước này rồi phải phá hủy kho vũ khí. Để em phá hủy. Chuyện này em cứ để anh lo. Chặn người này lại cho tôi. Kể từ bây giờ, xe của anh bị hoàng quân trưng dụng. Cút đi. Kiều Kiều, anh cầu xin em, đừng đi. Xuống xe. Xuống xe đi. Kiều Kiều, Kiều Kiều, đứng yên. Kiều Kiều, đứng yên. Đứng yên. Kiều Kiều. Sao tôi lại để cô ấy đánh ngất xỉu chứ? Tôi đề phòng mọi thứ trừ tai của cô ấy. Cậu cũng vậy. Lúc đó cậu nên đưa thuốc nổ cho tôi đi phá hủy kho vũ khí. Tôi nói anh biết đừng có trách móc tôi nữa. Nếu đưa thuốc nổ cho anh chưa đi tới cửa kho vũ khí đã bị bắn chết rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cô ấy đi sao? Cô ấy đi nạp mạng đó. Nó là em gái ruột của tôi. Tôi không lo sao? Lão Cốc, tôi nói anh biết, bây giờ anh không làm được gì. Theo tôi quay về giết chết tên khốn Fujigaki Tetsuzo đi. Đội trưởng Nanka, dừng xe. Dừng xe. Tiên sinh, tại sao phải dừng xe? Con gái tôi nói, con đường phía trước có chủ lực đội du kích mai phục. Kêu chúng ta từ chỗ này rẽ sang bên này, đi tuyến đường khác. Chỗ này. Tại sao vậy? Hãy tin con gái tôi. Thông tin nó cung cấp chắc chắn chính xác, chắc chắn không sai. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Truyền mệnh lệnh của tôi, cậu cùng tiểu đội 1 dẫn đi tuyến đường ban đầu, những người khác rẽ sang bên này đi tuyến đường khác. Frank, các anh chỉ có mấy người, có thể bắt sống cha con hắn không? Đừng lo lắng. Khi bắt đầu giao chiến, đội đột kích của tôi sẽ áp sát. Họ đều rất giỏi. Được rồi. Không phải nói có hai trung đội sao? Sao chỉ có ba chiếc xe? Nhất định phải bắt sống bọn chúng. Dạ sếp, phải bắt sống. Trung đội trưởng Trương, có. Khi bọn chúng tới phải bắn xối xả cho tôi. Rõ, giết chết tất cả, không chừa một ai. Rõ. Đồng tiếng tại iFilm TV. Dừng xe. Con gái tôi nói đúng rồi. Đội trưởng Nanka, chúng ta đã thoát nạn rồi. Đội trưởng, tiểu đội 1 bị phục kích có chi diện không? Nhiệm vụ của chúng ta là vận chuyển nhiên liệu, không phải là chiến đấu. Mặc kệ họ, đi tiếp đi. Rõ. Đi mau. Vũ Dương.
đối trướng, quá lực của địch mạnh quá. Cố gắng lên, bắn, bắn. Những lời tôi vừa nói, có nghe rõ không? Rõ. Cổng Tây phái hai tiểu đội phòng thủ. Báo cáo, Tân Thứ Quân bao vây chúng ta rồi. Tôi nói tiếp, cổng Đông và cổng Nam. Báo cáo, Tân Thứ Quân đang tấn công cổng Đông. Biết rồi. Tư lệnh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tư lệnh, tướng quân Nakane kêu chúng ta cố thủ 72 tiếng đồng hồ. Chỉ cần có đủ đạn dược, cố thủ 72 tiếng đồng hồ chắc không thành vấn đề. Nối máy tới phòng làm việc của tư lệnh Fujigaki. Tôi là ai? Tôi là xưởng trưởng xưởng còn Thiệu Qua. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với tư lệnh Fujigaki. Alo. Đúng rồi, tôi là Fujigaki Tatsuzo. Khi kỹ sư thẩm bàn chuyện trao đổi cha của cô ấy với đội du kích, đã bị đội du kích bắt. Tại sao không giết chết đội trưởng đội du kích? Lập tức giết chết đội trưởng đội du kích. Cô ta vẫn ở trong tay chúng ta. Trước khi đi, kỹ sư thẩm nói với tôi, nếu đội du kích thất hứa, tôi sẽ phải giao cô ta cho anh. Nhưng bây giờ tôi không vào thành được. Anh tự tới đây đi. Phải rồi. Kỹ sư thẩm kêu tôi tiêm thuốc cho anh giùm cô ấy. Tư lệnh, đội trưởng Nanka gửi điện báo. Đội xe vận chuyển sao rồi? Đội xe đi tuyến đường cũ bị du kích đột kích. Cũng may tổ trưởng Fujigaki cung cấp thông tin kịp thời đổi đường, nên chỉ bị mất một tiểu đội trinh sát. Đội xe sắp tới tỉnh rồi. Được. Tư lệnh, ngài đi đâu vậy? Kurosawa chỉ huy binh sĩ giữ thành giùm tôi. Bây giờ tôi phải tới xưởng nhiên liệu cồn. Tư lệnh, bây giờ ngài không nên ra ngoài. Bên ngoài toàn là người của đội du kích, ra ngoài không an toàn chút nào. Thiệu Hoa gọi điện nói rằng tổ trưởng Fujigaki bị đội du kích bắt rồi. Tôi phải tới xưởng cồn một chuyến. Xưởng cồn không thể mất. Phòng thí nghiệm tiên tiến nhất của đế quốc không thể rơi vào tay người Trung Quốc. Tôi phải tới đó. Vệ binh, hộ tống tư lệnh tới xưởng cồn. Rõ. Tham mưu trưởng, tôi thấy tư lệnh không ổn lắm. Đúng vậy, vết thương của tư lệnh vẫn chưa lành. Từ trước tới giờ đều là tổ trưởng Fujigaki chăm sóc cho ngài ấy. Tại sao vết thương vẫn chưa lành? Tổ trưởng Fujigaki ra lệnh không được báo cáo sự thật với tướng quân Nakane. Báo cáo. Người của chúng ta mới nhận được tin tức tổ trưởng Fujigaki lái xe của Thiệu Hoa vào thành rồi. Cái gì? Mau đuổi theo tư lệnh Fujigaki. Rõ. Mọi người chú ý, trấn giữ trận địa, bảo vệ những chỗ quan trọng như là kho vũ khí. Rõ. Quán quán, gọi mẹ đi. Nào, mẹ ơi. Búp búp búp, bay. Ngoan quá. Chị Kiều Kiều, chị cứ giao quán quán cho em và anh Hoa Tử đi. Yên tâm đi. Vũ Dương,
Đội trưởng, Bí thư Khương nói chủ lực Tân Thứ Quân sắp phát động một cuộc tổng tiến công rồi, kêu chúng ta phải mở cổng thành này ra. Tốt quá rồi, bắn cho tôi. Rõ. Xưởng cồn Đông Hoa. Giám đốc Thiệu, Fushigaki Tetsuzo đã tới xưởng cồn rồi. Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Chỉ dẫn theo 3 vệ binh thôi. Tôi nghĩ đội quân của hắn sắp tới đây. Cho hắn vào trong. Rõ. Anh mau chuẩn bị đi. Được. Tại sao không bắn chết hắn? Bắn chết hắn quá có lợi cho hắn. Tôi muốn kẻ xâm lược đó bị tòa án công lý xét xử. Kỹ sư Thẩm ở đâu? Tư lệnh Fushigaki. Mấy ngày nay kỹ sư Thẩm làm việc nhiều mệt rồi. Cô ấy đã về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, cô ấy đã dặn dò tôi, nói rằng thuốc cũ của tư lệnh Fushigaki không còn hiệu quả nữa, kêu tôi giúp anh bào chế một loại thuốc đặc biệt. Kỹ sư Thẩm nói như vậy thật sao? Nếu như tư lệnh Fushigaki không tin thì lãng phí thuốc đặc biệt này quá. Tiêm cho tôi. Tiêm cho tôi ngay bây giờ. Mau lên. Cậu đã tìm thuốc gì cho tôi? Anh có biết không? Tôi thật sự rất muốn bắn chết anh. Nhưng làm như vậy quá có lợi cho anh. Bên ngoài xử lý xong rồi, lão cốc. Chúng ta đi mau. Trói hắn lại. Rõ. Tham mưu cốc chiếm được xưởng cồn rồi. Tốt quá rồi. Xem ra chúng ta không có gì phải lo lắng để dốc hết sức đánh chiếm thành rồi. Báo cáo, quân chi viện của Nakane cách chỗ chúng ta chưa tới 100 km. Thông báo tiểu đoàn sơn pháo tập trung quả lực đánh cổng đông. Các tiểu đoàn khác chuẩn bị đánh chiếm thành. Trước khi trời sáng nhất định phải phá cổng. Rõ. Nếu như bọn Nhật trốn ở trong thành chống trả quyết liệt, chúng ta không được người ở trong thành hỗ trợ. Trước khi quân chi viện của Nakane tới đây đánh chiếm Vũ Dương sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ sẽ hỗ trợ chúng ta. Nhanh lên, lái nhanh lên. Tôi biết rồi. Dừng xe. Kho vũ khí quân đồn trú Nhật. Hãy xuất trình giấy tờ của cô.
Ngài Kurosawa gọi điện nói người này có vấn đề. Kiều Kiều, quay lại. Không được bắn nữa, coi chừng kho vũ khí phát nổ. Kiều Kiều, quay lại. Quay lại đi. Các anh nhất định phải sống hạnh phúc. Đừng mà. Ừ.
tại iFilm TV. Xem ra kho vũ khí của bọn Nhật đã bị phá hủy. Họ đã làm đó. Kho vũ khí quân đồn trú Nhật. Tốt quá rồi, kho vũ khí đã bị phá hủy. Tân Thứ Quân sắp phát động cuộc tổng tiến công. Tôi sẽ làm nổ cổng thành, thuốc nổ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, cô không được đi. Yểm hộ tôi. Đội trưởng, chấp hành mệnh lệnh. Đội trưởng, yểm hộ, yểm hộ. Xông lên, các anh em, xông lên, xông lên. Giờ bọn Nhật giống như con rùa mắc kẹt trong bình. Mau cắm cờ của Tân Thứ Quân lên đầu thành. Còn nữa, nhanh chóng sửa chữa công sự, chuẩn bị đón quân chi viện của bọn Nhật. Xuân Sinh, báo về đội trưởng. Yên tâm đi, để tôi lo. Đi mau. Báo cáo tướng quân, Vũ Dương thất thủ, tư lệnh Fujikaki bị bắt. Tướng quân, ra lệnh binh sĩ tới Vũ Dương chi viện, lập tức quay về đi. Chính quỷ. Báo cáo chính quỷ tề, quân chi viện của bọn Nhật rút lui rồi. Bọn chúng muốn bỏ trốn. Tới thì dễ, đi thì khó. Truyền lệnh của tôi, thực hiện phương án chiến đấu thứ hai, giết hết tất cả bọn chúng, không được để kẻ nào sống sót. Rõ. Đội trưởng, Tân Thứ Quân kêu chúng ta ra khỏi thành tụ họp với họ để cùng nhau tiêu diệt quân chi viện của bọn Nhật. Lão bác, quân đội của anh tiếp tục tiêu diệt lính Nhật trong thành. Yên tâm đi, tôi sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Cẩu tử Xuân Sinh, đi theo tôi.
Các anh em bắn cho tôi, rõ, giết tất cả bọn chúng. Các anh em xông lên, xông lên. Báo cáo tướng quân, quân chi viện của chúng ta đã bị Tân Thứ Quân và đội đột kích bao vây tiêu diệt, chết hết rồi. Tại sao? Tại sao đội quân của Fushigaki Tetsuzo lại vô dụng như vậy? Tướng quân, từ lâu tôi đã nghi ngờ tổ trưởng Fushigaki có vấn đề. Báo cáo tướng quân. Tướng quân, đội xe vận chuyển đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ? Chỉ mất một tiểu đội trinh sát thôi. Chúng tôi dựa vào tin tình báo do tổ trưởng Fushigaki cung cấp, kịp thời đổi đường mới né được cuộc tấn công của đội du kích. Tức là tin tình báo do tổ trưởng Fushigaki cung cấp chính xác. Thưa ngài tướng quân, lần này nhờ có con gái tôi, nếu không chúng tôi đã bị đội du kích bao vây tiêu diệt. Tướng quân, tổ trưởng Fushigaki rất đáng tin. Lập tức liên lạc tổ trưởng Fushigaki, kêu cô ấy báo cáo tình hình của Vũ Dương và nói rằng tôi sẽ thưởng cho cô ấy. Thưa ngài tướng quân, con gái tôi Fushigaki Shinka đã vì thiên hoàng bệ hạ hy sinh rồi. Tại sao ông biết? Tại sao ông lại biết? Thưa ngài tướng quân, ngài hãy lập tức gọi cho quân đồn trú Vũ Dương, hỏi thử cháu tôi Tetsuzo bây giờ sao rồi. Anh, phòng bệnh bệnh viện. Anh tôi sao vậy? Đừng lo lắng, anh ấy chỉ tạm thời hôn mê, tính mạng không bị đe dọa. Chị Kiều Kiều đâu? Cô nói đi. Chị Kiều Kiều đâu? Chị ấy ở đâu? Em hỏi anh đó. Anh nói đi. Cô ấy và kho vũ khí của bọn Nhật cùng nhau nổ tung. Chị Kiều Kiều, chị Kiều Kiều, chị Kiều Kiều. Không phải anh nói sẽ bảo vệ chị Kiều Kiều sao? Tại sao lại đánh mất chị ấy? Chúng ta đã nói sẽ làm người một nhà mà. Chị ấy muốn làm chị dâu của em, chị ấy muốn anh chăm sóc em cả đời. Sao lại đánh mất chị ấy? Anh xin lỗi. Fushigaki Tetsuzo khốn kiếp, em sẽ giết hắn. Khoan đã, đi đâu đó? Tôi muốn dẫn tất cả bọn chúng về để thẩm vấn. Thẩm vấn con khỉ! Bọn chúng là tù binh của chúng ta. Ông tránh ra cho tôi, đừng để máu phun trúng ông. Phim được dịch và lồng tiếng tại Fushigaki Tetsuzo. Anh bước ra cho tôi. Trước giờ người Trung Quốc không giết tù binh, hôm nay tôi sẽ cho anh nếm thử kiếm pháp của tôi.
nói cho anh biết, nhiên liệu do chúng tôi sản xuất có thể làm cho xe chiến đấu bọc thép của các anh biến thành sắt dụng. Lê Khánh đâu? Về nói với ông chủ người Mỹ của anh, Kiều Kiều đã bị các anh hại chết. Kiều Kiều là ai? Thẩm Lê Khánh chính là Kiều Kiều. Kiều Kiều là Thẩm Lê Khánh. Thẩm Lê Khánh là Kiều Kiều. Cô ấy chết rồi. Thứ mà xưởng chúng tôi sản xuất không phải cồn mà là nước rửa chân của tôi. Xe chiến đấu bọc thép của các anh đang nằm yên trên chiến trường đó. Xe chiến đấu bọc thép của các anh đang nằm yên trên chiến trường đó. Gói chân. Giết hắn đi. Đại Hiền, em biết không, bây giờ anh rất hối hận. Hối hận vì lúc đó khi anh và Kiều Kiều làm việc ở phòng thí nghiệm, anh vốn dĩ không biết trân trọng con bé. Nó rất vui vẻ, rất hoạt bát, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo anh. Anh thật sự hối hận. Kiều Kiều có trăn trối gì không? Có chứ. Buồn gì không thể ở bên con. Mong một ngày giành lại Trung Nguyên. Tình thương của mẹ luôn còn mãi. Kiều Kiều chỉ để lại một bài thơ và một nụ cười. Bài thơ để lại cho Quán Quán. Đừng buồn nữa. Chị Lê Khánh là người chị tốt, là một anh hùng. Chị ấy đáng để chúng ta tự hào. Chị ấy đã đi tới một nơi rất đẹp. Ở nơi đó có hoa, không có chiến tranh, không có thù hận, chỉ có những người thân ở bên nhau, những người yêu nhau ở bên nhau. Chính Quỷ Tề, Chính Quỷ Tề,
Hiệu tiên sinh, chúng tôi biết hết rồi. Xin chia buồn cùng cậu. Chính quỷ tề, tôi không buồn. Tôi mừng cho em gái của mình. Nó đã được giải thoát. Cậu và tham mưu cốc hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi cô ấy. Cô ấy dũng cảm giống như tất cả những liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc. Chính quỷ tề, chị ấy đã làm cho tôi rất nhiều chuyện. Tiếc là chúng tôi đã tới trễ. Sự dũng cảm, ngoan cường của cô ấy đủ để chứng tỏ bọn Nhật đáng ghét. Không chinh phục được thể xác của chúng ta, cũng không chinh phục được linh hồn của chúng ta. Chỉ cần tất cả người Trung Quốc chúng ta đoàn kết thì không có ai chiến thắng được chúng ta. Thiệu tiên sinh, kế hoạch chìa khóa mật của cậu sắp thành công vang dội rồi. Cậu chờ nhận tin tức từ chiến khu đi.